ZF8 rồi các bạn ơi. Chắc lắm. Đống nhôm trị giá 100 tỷ các bạn ơi. Nói chung là hôm nay là mình đang đến sự kiện ra mắt. À chính xác không phải ra mắt mà là bàn giao xe VinFast ZF8 cho các chủ xe. Lúc nãy là đã có một cái sự kiện rất lớn ở bên trong xưởng nhà máy chính rồi. Và chỉ có một vài người lên để lái gọi là mẫu thôi. Còn đây mới là cái bàn giao xe thật này. Trên đây mình đếm sơ sơ là khoảng trên 100 chiếc VinFast ZF8. Lúc đầu nhìn ra mắt con này em nhìn cái đuôi nó em tưởng là Macan. Nhìn cái phần trụ xe giống Macan đấy. Về cái trải nghiệm của mình với mẫu xe này thì mình vừa mới được ngồi thôi, không có quá nhiều. Thế thì cũng hãy ghé qua hỏi xem là những người này tại sao họ đã quyết định là một người tiên phong như vậy nhá. Ở đây đây đây, phỏng vấn anh Tú. Anh nghĩ gì về chiếc VinFast VS8 này? À vâng, anh làm gì có tiền mua mà ông nghĩ. Đấm một cái vỡ mồm. Thay vì một nhân vật không có khả năng sở hữu VF8 thì hãy cùng phỏng vấn một người anh của tôi mà có khả năng là sẽ mua mẫu xe này. Anh Dương, cho em nhờ anh một chút được không? Thì VF8 là một mẫu xe mà mức giá là bằng một nửa cái xe của anh đang đi. Nhờ anh nhờ. Thì anh có ý định mua thêm cái chiếc SUV này không? Có chứ. Nói chung là đầu tiên là anh chưa có xe cầm cao. Thứ hai là anh chưa có xe điện. Thứ ba nữa là đây là xe của Việt Nam. Và cái thứ tư nữa là cái bài toán về quãng đường thì VinFast đã giải quyết được với cả VF8 rồi. Hơn 400 km cơ mà. Anh thấy là giải quyết được những vấn đề đấy thì hoàn toàn ok thôi. À và cái thuê pin anh thấy rất văn minh. Đỡ khiến cho anh phải bỏ ra một cục tiền ban đầu. Anh nói như thế nhưng mà thế cuối cùng là khi nào anh xuống tiền ạ? Khi nào anh xuống tiền ạ? Chị ơi. Ủa gì vậy? Anh chị VinFast ơi, để em có người có khách hàng mua xe ạ. Thực ra là các bạn anh là đã xuống tiền hết rồi, ví dụ như là biên tập viên Quang Việt này, là bạn học cùng lớp anh này, hay là anh Hà bên Genka đã chốt rồi này, hay là rất nhiều anh em ở đây chốt rồi, đúng không? Đấy, thì anh chắc cũng sắp thôi. Người không có khả năng mua xe rồi, người có khả năng mua xe cũng phỏng vấn rồi. Thế thì một người đã bỏ tiền ra, xuống tiền để mua chiếc VF8 này thì sao? Em chào anh ạ. Xin giới thiệu với bạn là anh Hà Phạm ở bên Genka. Em muốn biết là cái lý do gì mà anh lại quyết định là chốt chiếc xe này? Thật ra là lý do thì phải nhìn vào nhu cầu sử dụng. Nhu cầu sử dụng của anh là hoàn toàn là chạy trong phố. Anh đi 3 đời xe để rất phải 90% thời gian của anh là loanh quanh ở trong phố. Mà đi loanh quanh trong phố thì xe điện nó sẽ phát huy ưu thế nhiều hơn là xe xăng. Điển hình nhất là những pha dừng tắc đường cầu Trương Dương này ạ. Em hay đi chỗ này lắm. Xe điện đảm bảo là ăn đứt xe xăng ở phương diện đấy luôn. Hai nữa là mình làm lĩnh vực công nghệ mà, thích trải nghiệm những cái công nghệ hiện đại. Mà muốn trải nghiệm công nghệ hiện đại, mua xe xăng thì đắt quá. Xe điện thì phù hợp. Mức giá này anh đánh giá mức giá của VF8 là khá là phù hợp. Chấp nhận được. 1 tỷ khá là phù hợp anh. Dạ vâng. Đó là câu nói của vâng, nhưng mà cái từ phù hợp nó cũng rất là cũng vô định thôi, nó cũng tương đối thôi. Với em thì em thấy 1 tỷ là con số rất là lớn, nhưng mà với anh Hà thì anh bảo là phù hợp. Thật ra anh đổi từ CX-5 sang đây thì nó cũng không tốn bao nhiêu. Thế anh đã từng sở hữu những cái mẫu xe nào rồi ạ? Anh á? Dạ. Xe đầu tiên của anh là một con Matiz. Hai anh đi Mazda 3. Dạ. Anh đi CX-5. Dạ. Nhưng mà thật ra xe thì anh trải nghiệm nhiều lắm, tại vì anh làm không cả lắng xe nữa. Thì em đang muốn tìm đào sâu vào cái lý do mà anh chuyển sang cái mẫu xe này á. Hoàn toàn là nhu cầu sử dụng thôi. Dạ. Thì đi đâu xa thì mình sẽ đi mượn. Lại mượn xe xăng ạ? Ừ. Tất nhiên là khi mà nhận VF8 thì anh rất muốn thử một chuyến mà nó dài dài một tí. Dạ. Tại vì bây giờ anh xem cái bản đồ trạm sạc ấy thấy khá là đầy đủ, mình có thể Thế anh đã trải nghiệm cái chiếc xe này chưa? Trải nghiệm sâu chưa? Anh mới lái con này hồi ở nhà máy thôi. Dạ. Đợt lái thử này đông quá anh cũng không đăng ký. Chỉ mà lái thử ở nhà máy mà anh đã quyết định là xuống tiền rồi. Ừ. Hoàn toàn là vì là anh thấy những cái tính năng của nó là phù hợp với nhu cầu của anh. Đúng. Thứ nhất là nhu cầu, với thứ hai là anh tin vào Vin. Các bạn nghĩ sao về mẫu xe có thể gọi là một mẫu xe điện tiên phong của Việt Nam hướng tới toàn cầu như thế này? VF34 thì là xe điện chỉ trong nội địa Việt Nam thôi nhỉ. Đây mới là mẫu xe từ Việt Nam để hướng tới toàn cầu. Đó, hãy để lại comment ở bên dưới nha. Và giống như anh Hà Phạm ấy, thì với những cái gì mình đang nhìn ở đây, hay là hôm nay mình có tham quan nhà máy của VinFast ấy, thì mình tin là VinFast sẽ làm được. Như, dạ. Mua VF8 không em? Em có thì em có tiền, em vừa phỏng vấn một anh sinh năm 2000 ấy ạ. 2000 lại có tiền mua VF8.